Kinh lên tiếng binh vực việc điều động một tàu do thám tới vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Hawaii, gần nơi mà tàu Trung Quốc lần đầu tiên tham gia vào một cuộc tập trận hải quân do Mỹ lãnh đạo. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các hoạt động của tàu phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc điều động tàu do thám là một lời nhắc nhở rằng quan hệ giữa hai siêu cường vùng Thái Bình Dương vẫn tiềm ẩn mối nghi ngại. Trước đây, Washington từng cáo buộc Bắc Kinh quấy rối tàu Mỹ hoạt động trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Năm 2009, căng thẳng tăng cao sau khi 5 tàu Trung Quốc bao vây và suýt va chạm với một tàu khảo sát của Hải quân Mỹ trong vùng biển ngoài khơi phía Nam Trung Quốc, trong một trong những tình huống đối đầu căng thẳng nhất giữa hai nước trong những năm gần đây. Cuối tháng 12 năm ngoái, Washington gửi công hàm phản đối chính thức sau khi các tàu chiến USS Torrance đã buộc phải đổi hướng để tránh va chạm với một tàu hải quân Trung Quốc trong cùng vùng biển này.